Mà em đâu? Xíu nữa đưa cho xem. Yên tâm đi. Bà xã bà làm tôi tưởng mua chuyện chi. Em đứng cái con gì bay ra Ờ. À. chi. Mà hình nhanh nhất chứ chị đưa cho xem không có thấy mặt em nha. Không thấy là được. Ừ. Tại vì chị của em thôi, một cục không thấy hết được. Chị phóng tới 6 rồi. Là nó giật mình luôn. Em ý là em dán bên tường nó vẫn còn à chị? À còn chứ. Ừ. Còn chị Hạnh mới thấy số điện thoại của em đó, có tên đường đồ luôn. Nhớ mình áp cái tích nó dễ chị bận đâu. Họ không cho giống trước chỗ của chủ nhà họ đâu. Chủ nhà nó ghê lắm chị. À, nhà nó chị Hạnh biết rồi. Nhà nó của bà trước đây bà bán tạp hóa đó. Ừ. Bà đại gia ngồi ghê lắm. Đúng, chính xác. Không dịch mà không bớt nên em ghét đó. Ừ. Bà mua ở dưới cống, cống tắt niên cho tổ đó. Chơi sốt mà bà cũng trả giá mà. Ừ. Chị là ai hả? Chị là chị Hạnh mà. Mà nhà 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 má chị là ở chị Sáu Hồng Diệu, mà hồi đó bà Loan với là chị bà Loan là thuê chỗ chợ Ánh Sáng kìa. Dạ. Sau rồi có bà Loan với chị bà Loan mới về lại ngay cái chỗ mới kịp. Dạ nhà em ngay chỗ đó nhà em. Mình luôn. À, dạ. Nhà mẹ em. À, nhà mẹ bên cạnh đó thì. Dạ. Ở đó sau đó cái rồi Loan mới thuê cái bành bành hãng cà phê ông Đức. Dạ đúng rồi. Đó là chị vẫn dẫn bán đi tới. À. Sau có Loan về lại cái chỗ mà bà mà về thì lên trả mặt bằng đó. Ừ, dạ. Đó là chị dẫn một câu gì đấy. Ấy là chị ở chỗ Kiệt Sáu à? À, nhà mẹ chị là ở chỗ chợ Anh Sơn á, là à. Hầu cái thở mà Lan với bà chị cộng thuê chỗ đó á. Dạ. Là chị biết Lan từ lúc đó đó Lan. Chưa. Hơn chục năm rồi. À, thì là hơn chục năm rồi nhỉ. Mười mấy năm. À. Nhưng mà hồi em ở dưới nó thì tính ra cũng 15 năm hơn. Ừ. Tại vì hồi nãy em ở đó 18 tuổi mà chờ em tới 36 tuổi luôn. Ừ. Thì sao rồi Lan về ngay cái chỗ Sà Ba, chỗ cái kỳ cà phê ông Đức lúc đó là Lan có cái gia đình mà. Mỗi em có gia đình hồi ở kỳ cà... À, hồi trong cái hạnh đó rồi. Dạ. À, đúng rồi, hồi trong hạnh đó. À, cái hồi mà ở trong hải đó là chị dẫn một câu chị là đi lính cái về cái tập quân sự cái mặt mụn quá về, về em nặng á kìa. À ừ. Là hồi đó là gần nhà má em. À là thời điểm đó là em chọn rộng là ngay em chuẩn bị đám cưới đó. À còn sau này em môi em cưới 2010 rồi chị. Ừ. Cưới cũng 13 mười mấy năm rồi. Ừ. Cưới cũng lâu rồi. Ừ, lâu rồi. Nhà này mình cũng thuê hả luôn? Dạ em mua vậy. À, em chuẩn bị mở ở Kiệt Bãi Hồng Diệu á. Ủa đó hả? Kiệt Bãi mà Đào Kiệt hay là giữa? Ngay chỗ ngã ba đầu tiên của Kiệt 356 Hồng Diệu mình á. À rồi rồi. Ngay bên nhà văn hóa luôn. Nhà biết rồi. Nhà văn hóa của bên kia ấy chứ chị. Bên hóa của mà Bình Hiên chứ không phải bên hóa của... Thì hai nhà văn hóa gần nhau mà. Đúng rồi, hai nhà văn hóa gần nhau. Thì em bên hông cái nhà văn hóa luôn. À, còn cái bên cái am á, bên cái am á. Cái am á, bên em bên là... Nhà em là bên ngay cái am luôn. À. Dạ. Yeah. Nhà nó rộng vậy. À, là em ở đó luôn. Dạ, yeah. À. Em đang xài sữa rồi. À. Tháng 6 cho em khai trương. À. Dạ. Yeah. Chị lên lầu. Dạ, chị lên lầu. Mụn gì ghê lắm hả? Chị Lan chỉ nặng ra được cột cầu nhưng mà nó
nó đau ngán, con hiểu không? Còn Thảo nhà thì con không có nặng được ra một mà ngược lại. Nó lại là... Bà bé nó mấy tuổi rồi? Bé mình đấy à? Ừ. Bà em 18 đó. Lớn rồi. Ừ, lớn rồi. Thì bây giờ chị con nặng mụn thì con về nghe lời chị Lân. Con uống nước đồ vô nhiều vô. Cách hợp với cái phương pháp điều trị của chị Lân là cứ mà con đầy, con vô đại học và cứ mà con đầy. Chùa gấp họ tôi 18 tuổi là tôi làm rồi trời. Trời ơi, thời là 18 tuổi đi làm với cái thời của chị mà mình 14-15 rồi. Đúng là mẫu thời mẫu khác á chị thì. Đi học cũng đi bán luôn đây phụng. Ờ tại vì chị lo á, ba người đó. Ok lên Lào đi. Cái Lào hả? Ừ. Do nó là bị cơ địa nên cũng kiểu như chữa thì dễ hết nhưng mà nó dễ bị lại chị. À, do ở trong người. Dạ. À. Còn ví dụ có đợt của một con chị thì là dễ chữa bởi vì đợt nó tùy nữa chị, nhiều khi nó do tác động môi trường thì bị cái rồi mình về mình hết dần hết. À đó em chạy dần hết hết trơn luôn à. À hết luôn đó. Ừ. Là đợt nó do huấn luyện ở trong người trời nghe. Mà bữa nay còn chi nữa không? Cái da mặt bữa nay đẹp. Ừ, không dùng chi vẫn đẹp. Ừ. Cái đẹp đó là cháo là giảm như là do đi thực tập ở ngôi trời vậy. Ừ. Da nắng dùm xương. Còn bé Thảo đi á, bé Thảo mình đây thì là ở trong nhà thôi. Chứ không da nắng dùm xương nhưng mà bé Thảo là cơ địa nè. Cố gắng bé. Uống nước uống đồ nhiều vô để bù lại. Thức khuya không? Thức khuya lắm. Mấy giờ? Mấy giờ nó không giờ. Không giờ cũng không khuya lắm, nói chung đứa cũng... Nhưng mà tốt nhất là cỡ 11 giờ ngủ được rồi. 10 rưỡi cũng được. Ngủ trễ quá. Cố gắng. Black dữ sợ. Không có điện thoại nó làm thế thấy trống bụng bụng lắm chậm chậm quá. Dạ cho mua không? Dạ chị. Hôm nay làm thì em mua nhà đi mấy mấy tỷ. Nãy em mua hình như à em mua mua 5 tỷ mà giờ chữ cao 5 tỷ nhưng mà em làm đồ lum la 5 tỷ rưỡi. Ừ. Em mua hồi 5 tỷ rãi gì? Trừ chắc cỡ 6 tỷ, 6 tỷ rưỡi. Cỡ nó đoán được thôi chứ cô không biết. Ừ. Được nhiều mấy mấy vùng không? Dạ có 74 với mấy chị. À. Còn nhà em mà dưới thì phải mới rộng. Ừ. Gấp đôi. Ừ. 148 nói chung là. Nhà nhưng mà chờ em sửa lại em xây lại là hết cắt luôn đó. Dạ mái thì gấp đâu đây xây cũng chưa chứ chưa đất chưa xăng rồi nhiều nhiều. Ừ. Giống thoáng. Ừ. Để bỏ xe bỏ đồ chị khách đồ vô bỏ xe. Nhà mình nhà em sửa lại em cũng chưa chỗ để xa rồi đó thì em lên đây hầu dịch chừ đáng lẽ em để chỗ nớ. Ừ. Xong mà bà kiểu mà em hỏi bà không bớt á biết là cái số em cũng được mua nhà ở đây luôn à. Mua cái này là em mua trước. À, em mua trước rồi em mở xong rồi. Ủa cái là em mở không rồi em định mở 2 cơ sở chứ không phải là 1. À, hiểu.
nhưng mà nó bả kỳ bái quá, cái em thấy dịch nữa kìa, thôi em trả luôn. Dịch không biết khi mua xong á, em trả luôn. Trả xong cái đóng băng luôn là dịch nặng luôn đó, cấm luôn hết luôn đó chị. Hiểu rồi, em nói chung em trả hồi đầu dịch đó. Em trả, đó, trả kịp, xong cái dẫn cấp dẫn đồ luôn trả đó. Kịp luôn. Trả vừa kịp đó. Dạ. Người thầy tới có không kịp. Cái gì nữa? Giờ mình tính. À. Thì nó không nói gì loan bốn người đại. Loan bốn người đại cho nó kịp. Ủa chứ rằng không... Cái này chứ là bị loan không thai đâu. Hả? Chị Hạnh là khách viết của chị Lan, là chị Lan không có thai.